chỗ của bên chỗ của Thermo Fisher là tôi chưa có show ra cái thông tin của ở đây là thông tin liên lạc mọi người chụp lại màn hình ha của bên thiết bị Sài Gòn chỗ của Phước ha, chụp lại màn hình đi mọi người đó để lấy thông tin để mình có thể contact và mình lên GitHub ha. Trong cái bài giảng thì tụi tôi sẽ lưu lại mấy câu hỏi và câu trả lời, bởi anh chị em đừng có sợ là mình bị thiếu mất gì hết ha. Còn cái gì thông tin contact nè mọi người đó, bây giờ chụp lại màn hình đi ha. Rồi cảm ơn mọi người nhiều. Rồi bây giờ là mình xong hết tất cả rồi, còn cái phần Sanger thì Duy, Duy em xem màn hình Sanger được không Duy? Duy ơi. Rồi mời thầy Thông giúp giùm à. Dạ vâng. Ở đây có bạn Lộc hỏi là cái kết quả dàn từ Sanger cái file gốc có thể chỉnh sửa thêm hoặc là bớt tích hay không? Thì câu trả lời là không thể. Khi mà người sau khi mà cái tín hiệu đã được ra và được xử lý ngay trên máy á, thì cái họ chỉ có thể là tạo ra một cái file gốc khác là bằng cách là cắt gọt cái điểm cái trình tự đầu hoặc cuối của cái trình tự đầu hoặc cuối của cái file program á để cho nó đẹp hơn thôi, chứ còn file gốc AP1 thì không có thể chỉnh sửa được. Cái nào có câu trả lời rồi thì em qua đi, em lướt qua đi Duy. Được không em? Cái này trong cái phần hệ vi sinh này em dừng lại tí xíu. Thông ơi Thông, em trả lời trước em. Cái này chưa có câu trả lời nè Thông. Dạ vâng. Ở phần cái trình tự Sanger nó cũng có cái có file chất lượng nữa. Khi mà chúng ta nhập cái file AP1 vào đó, thì phần mềm nó sẽ hiển thị cái chất lượng lên, nhưng mà nó không có, thường là không có hiển thị số, nó cũng có cái hiển thị số để chúng ta dùng những phần mềm phù hợp. Nhưng mà những hệ genome nhỏ như virus á thì dùng Sanger nó cũng không phù hợp, tại vì một số virus nó ngắn, chẳng hạn như là HPV 3000 base pair đi, thì chúng ta phải ít dùng ít nhất là 4 tới 5 cái phản ứng dạng từ để mà giải thì nó phù hợp. Còn những cái loại virus có trình tự nó dài hơn thì dùng Sanger thì nó có thể là không phù hợp. Mình nghĩ là khoảng trên khoảng 15.000 trở lên thì dùng Sanger có thể không phù hợp cho cái đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn muốn giải trong một khoảng thời gian ngắn thì chúng ta có thể dùng cách khuếch đại nguyên con virus đó và bắt đầu giải nó bằng cách chia nhỏ nhiều phản ứng trên một dĩa 96 thì chia nhỏ ra, thì một dĩa như vậy thì bạn có thể giải được khoảng một hai con virus. Nói cụ thể là nếu mà khoảng chừng 800 base pair đó thì 300 ngàn. Đó thì em tính lên đi. Ví dụ như giờ em có cái chiều dài virus của em là thường tôi thấy là nó cỡ 150 KB đó. Em chia ra cho 8, 0.8 đúng không? Em chia ra thử đi, em được bao nhiêu tiền để em trả. Em dâng cho 300 ngàn lên. Được không em? Ha, đó. Cái Sanger thì Sanger làm vậy đó. đó là thường đó là cái độ mà tin cậy được đó là khoảng từ 200 cho tới khoảng 700 base pair là có độ tin cậy cao. Chứ một qua khoảng đó, đó thì nó có độ tin cậy không cao nữa. Và do vậy là khi mà bạn tính toán làm sao á
để mà cho nó overlap với nhau ít nhất là khoảng 50 base pair thì phần mềm nó mới lắp ráp lại nó chính xác. Còn thấp hơn á, là thường là nó kết quả nó không có chính xác lắm, và bạn phải có một cái reference của con virus đó trước, thì cái cách di quả gen tự thì nó và cũng như lúc cái câu hỏi trước á, là phải nhìn trình tự và nhìn cái pick để mà gọi là mình làm manual á, thì nó đáng tin cậy hơn. Với lại là thường thì tôi làm Sanger trong trường hợp là thí dụ như tôi biết được có một người bị bệnh, một cái bệnh di truyền nào đó, họ tới họ kiểm tra, họ giải whole exome. Whole exome thì tới 10 14 triệu đó. Họ giải xong rồi thì mình biết được họ bị cơ tim phì đại đó, nó bị đột biến ở cái gene, bị có cái biến thể ở cái gene là pathogenic đó. Rồi xong xuôi rồi tụi tôi mới tư vấn cho cả gia đình đó tới test đi đó, thì tụi tôi biết được cái biến thể nó nằm ở đâu rồi. Tụi tôi không sử dụng cái whole exome là 14 triệu để giải cho tất cả những thành viên trong gia đình đó. Thành viên đây là trực hệ đó mọi người, cha mẹ hoặc là anh chị em đó gì đó, hoặc là con cái đó. Thì tụi tôi sẽ không tư vấn khờ dại là kêu tốn 14 triệu cho mỗi người trong nhà nó đi làm gì. Tụi tôi thiết kế cặp mò cho cái pathogenic đó thôi, rồi tụi tôi chạy Sanger. Tại sao? Tại vì là cái di truyền thì nó, cái biến thể đó là được nhận từ ba mẹ, hoặc là con cái nhận từ ba mẹ, hoặc là anh chị em được ba mẹ cho, ví dụ như vậy đó. Thì tụi tôi chỉ cần chạy một cặp mồi thôi, nếu mà chỉ có một biến thể pathogenic cho cái bệnh đó, hiểu không? Thì tụi tôi sử dụng Sanger cho những trường hợp giống như vậy, chứ không ai đi mà giải mà một cái genome bự mà sử dụng Sanger cả, được không em ha? Rồi tiếp tục, tiếp tục đi em, lẹ lẹ lên em. Giờ hết rồi, hết hết Rồi câu cảm hỏi ơn em. Rồi, tôi cảm ơn mọi người, cảm ơn anh chị em trong ban tổ chức. Với mọi người, tôi biết là rất là khuya rồi, tôi cũng xin lỗi mọi người. Tại cái gì mình cũng muốn cho nó đầy đủ hết, bởi vậy là tôi cũng không có dám ngăn lại những anh chị em báo cáo đây, tại vì mình mời người ta, mình không có trả tiền gì hết. Nói thiệt là tôi mời distributor, tôi không có trả tiền một cắt bạc nào cho mấy anh chị distributor hết đó. Tôi cũng không có lấy tiền của mấy anh chị em đây nghe hết, bởi vậy là người ta nói dài hơn, tôi đâu có dám cắt chính giữa, mọi người cũng thông cảm giùm ha. Và cái câu kết luận cuối cùng của tôi là tất cả những cái gì, những cái platform ở đây á, nó tồn tại được tới bây giờ đó, thì nó đều có lý do của nó hết. Mỗi một cái platform nó sẽ có ưu điểm riêng, đúng không? Và nó cũng có những khuyết điểm đi kèm đó. Bởi vì mình chọn cái nào nó phù hợp, thí dụ như phù hợp với túi tiền của mình, đúng không? Phù hợp cho độ chính xác của mình đó, phù hợp cho cái nghiên cứu của mình đó. Mình phải hiểu để mình chọn cái platform phù hợp cho cái nghiên cứu, cũng như là phù hợp cho cái business của mình đó. Nhiều anh chị em thì nếu mà chạy vi sinh, đúng không, thì mình chọn cái máy nó vừa nhỏ, nó phù hợp với lại cái túi tiền của mình, đúng không, nó phù hợp với khách hàng của mình, cái yêu cầu khách hàng của mình đó. Bởi vậy ở đây mọi người nghe xong rồi, đúng không, về nhà mình ngẫm lại coi là mình muốn phát triển cái nào, chọn cái nào cho phù hợp. Không có cái gì là tốt nhất hết mọi người đó, mà cũng không có gì là xấu nhất hết, tại vì người ta tồn tại tới bây giờ, mình học thuyết tiến hóa mình biết rồi, đúng không đó, tồn tại tới bây giờ là nó đều có những cái ưu khuyết điểm của nó ha, để mà nó được tồn tại được, được không mọi người ha. Nghiên cứu kỹ vào đó, ở đây tôi không có bias sang một cái platform nào hết đó, chỉ muốn cho mọi người thấy là trên thị trường có giống như vậy đó, thì mọi người chọn làm sao đó cho phù hợp với lại cái business của mình, cái nghiên cứu của mình ha. Nếu mà cần cái gì thêm thì mà mọi người cứ gỡ mail hỏi, tụi tôi sẵn sàng giúp đỡ, tại vì mọi người cũng biết rồi, trong một cái chợ, đúng không đó, nếu mà chỉ có mình bán nè, rốt cuộc cái chợ nó cũng dẹp đi rồi mọi người đó, buôn bán nó phải đông đó, có nhiều platform có nghĩa là bây giờ mình đang thịnh đó, tại người ta mới phát triển nhiều, được không mọi người ha. Đó chứ mà nhiều người cứ nghĩ là thôi tôi chỉ muốn cái platform của tôi được thôi, còn mấy cái kia là không được, thì nó tan đó mọi người đó, nó tan ha, cái gì đó buôn bán nó phải đông đó, thì có nghĩa là nó đang thịnh đó, chứ còn nếu mà nó có một có hai thì không không được cái gì đâu ha. Đó bởi vì là tôi mới mời mấy anh chị em tới đây để mình thấy được trên thị trường của Việt Nam mình cái genomic đó, nó đang phát triển cái gì đó, và tôi cũng muốn nghề nghiệp của tôi làm nghiên cứu về bioinformatics, về genomics, bởi vì tôi cũng muốn nghề nghiệp của tôi phát triển, đúng không đó. Tôi mới cố gắng tổ chức cái buổi hôm nay giống như vậy đó, hy vọng là sau buổi này mọi người
có thêm được cái update về những thông tin về mã giao trình tự. Một lần nữa cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn mấy anh chị em, mấy nhà phân phối và cảm ơn các bạn đã tham gia lắng nghe cái buổi hôm nay. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, chào mọi người. Dạ, cảm ơn anh ạ.